5m đất gần công viên Ecolat và Đại học Việt Đức Mỹ Phước 3 bến cát Bình Dương. Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi bất động sản Bình Dương cũng lâu lắm rồi. Hôm nay em Huyền Vi lên video giới thiệu cho tất cả quý cô bác anh chị và các bạn một lô đất thích hợp để xây nhà, xây trọ nha quý anh chị nha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý cô bác anh chị và các bạn. Diện tích bắt đầu từ cái mép nhà bên này đến vị trí cái cây đu đủ là ngang 5 dài 30 dài tới cái dây điện phía đằng sau dài bằng cái nhà bên cạnh nha quý anh chị nha tổng là 150 mét vuông thổ cư 100% sổ sẵn đất đẹp bằng phẳng à, lòng đường là 8m nha vị hè mỗi bên 4m ạ à. và cái hướng này thì chúng ta sẽ chạy ra à đại học Việt Đức và quốc lộ 13 chỉ có 500m thôi nha quý anh chị quý anh chị nhìn trên bảng vệ tên nữa sẽ thấy ạ à. Và ở đây thì dân cư ở cũng khá là đông đúc rồi Còn hướng này ấy, thì chúng ta chạy ra cũng khoảng tầm 500 mét thôi Là đến với trường học cấp 2 này, chợ Mỹ Phước và khu công nghiệp Mỹ Phước 3 nha quý anh chị Thì chúng ta nhìn lại lô đất này thêm một lần nữa Vị trí bắt đầu từ cái mép nhà bên này nha quý anh chị đến vị trí cái cây đu đủ là ngang 5 dài 30 dài tới dây điện phía đằng sau tổng là 150 mét vuông thổ cư 100 sổ sẵn ký công chứng ngay và có hỗ trợ vay ngân hàng nếu quý anh chị và các bạn những ai quan tâm thì cả nhà hãy gọi cho em theo cái số điện thoại trên video em sẽ gửi thông tin nhé